But primate young will move to near Ku, no wet chunk crowd. Chunk Ku chunk crowd. Wet chunk crowd. Chunk pata Ku. No, won't buy chunk bay. Baha to tennis chun and learning here, chow dog wet chum noy high. Bab and time on Jim Deep chun no wet chum noy, some Jim Deep chun no car and naked that your eye chow, you mind no kango pong tomo. Ba slap my neck. Đời xa tại bờ rò mình đã nâng quạt chỉ còn tròn pleo nâu mục xa của vùng thổm và đời tròn pleo từ tình mì mà đó từ tua lan nâng mò bọc gập mà từ đào lan nâng mò vì Phnom Penh từ đào từ hàng từ đây khai ra về hìa và bọc hơi lan nâng tàu bát đó ô món nè và ô slap pleo nâng cái lấy nâng mong tạm đó và Ni hai tụi tên chân cưu thân ái rai cho nâu khăn cổ bụng thông. Chân bàn thà chlòng pháu mầm bích nâng. Nâu mà khăn nó. Đó là chênh bì khăn nó mô tình mi nâu mà khăn tiệt. Chà. Nâu pháu mà khăn tiệt. Chlòng mô đôi mô sạp chân. Bà chân tuần tâm nâng ca chlòng pháu trâu mơ chê mơ sạch nam tà lan kì lươn được gửi dưt mô tô kì lươn được gửi dưt ná. Xô mô miên ca prong bà giặt. Vì cụ thân nặng, vì cả làng dân cứ chỉ còn tích ô là hốt mà Slap mặt miền bàn tự bệt nè, tích nâu nâng tìm đó, nâu lãnh cợt hay tìm đó ô chân ạ Bạn đi hả cả này cụ thân nặng dài ra cho nâu khăn cổ bụng thông bản đà lôi bộ rõ mà nẹ đè chỉ còn tròn pháu Slap nâu nâng cái lãnh Bạn lúc nè ai lớn đi dương cái lấy tầm mưa chùm núi được bỏ dương cứ mà xa lâm anh đi dương bàn ôi cồm Càng nghiệp bỏ dưỡng trước rước ở đây là tí tòa cỏ nơi ta mà đã khát niên nế một dục chùm núi nếu giật thà nịt bỏ dưỡng cao bì mà xa mạnh và mà xa mạnh nếu dưỡng chùm núi được bỏ dưỡng chạy đó là nẹ đầy cây cỏ bỏ mạnh chìa mập hay mùi cổ xa và mập hay mùi cổ xa để một bì bản đá khát xinh xinh khó khăn nế chẳng ai chẳng ai và anh chẳng chùm núi bỏ dưỡng để bàn phát đo một Đó giật thà ní dưới nó cứ trợ bàn phải chọc Để xâm đạp cháy nếu giật thà ní cứ chọc ngay đằng ngày Chà Và đời xa tại chùm nuôi bò dương mùi phần này nhú Cứ xâm đạp dương tàu tạm khai tàu đó cả lãnh phát tiết bò còn Bàn tay chùm nuôi mùi phần này ní Cứ chùm nuôi cháy nếu giật thà ní Bàn tay lấy chùm nuôi để kết thúc nếu giật thà ní bò dương cứ chọc ngay đằng ngày Và nếu đại dương tàu tạm khai tì Và anh chẳng khai lô Phải mất lạc gọt khởi nhận là kể có thể tạo ra này thả này ổn thế Nhưng chúng cứ miên chùm nuôi bỏ cái bánh chạy chế bì Thì mỗi nhạc một đo giật thả này cứ bán cầm nọt một đo trăm bản năng cứ ở hỏi Hay nâng xâm nạp tạo tạm bản đà khai hợp xanh tiết Anh nâng cứ rương kì bỏ đo môi chùm nuôi bỏ tỏ bỏ tốt Đã mây ở đọp tiệt Bà thuộc bày tạch đây chân đây bản tay dương con Thật thả chạy ôi đã chăm cô đau tạo bản năng mò Mà có mọi việc khổ Bà lâu ní hờ Nẹ tèng mà phây môi cổ xa Mình mô bị tạc cây, mình mô bị bông cha Mình mô tăng bị bèo ở hìa Bà mình mô tăng cổ bông sau Bà chẳng dừng bàn phát đo là ai quạt Cả bì mà xa mạnh nâng hai Hay là ní có mình chùm nuôi Phật thêm tiết Quạt mô bị cao bật tế Bà mô bị cao bật tế cứ quạt một tam là dẹp bom pháo nó bỏ quạt cứ quạt nâu Australia bà quạt nâu Australia cứ lục thang chăn thi lục thang chăn thi rồi nâu bờ tây Australia ở bờ thom thạo vị ca chấm nuôn pi roi đô la sau đó làm vậy bà là mình xây rót chi nhẹ dọc lùi một đòn cà pi mà sao mấy nít một đòn thà ni thêm một đòn Bà chẳng ở con lục thang chăn thi Bà rồi nâu bà tế ô xa lì Để bàn ô bà thóm chùm nôn pi rôi đà la Chùm bàn tự tù lại Bà kào bì ní dương cậu bàn Bà thêm chùm nuôi tàu đòl Khu mùi xây đè Kamakarani Kamakarani cắt đê đè quạt Lan cân Đạch đáy nì Bà là ní bàn chùm nuôi bà thêm tiết đè ai đâm nâm chân đà ra bà ai đâm nâm chân đà ra nâng lục bấu đà còn nâu ở nụ bật thiên là dụ quật thán
ກະດາປຸມມຕອນກະຊວງມະຫາພະໄຕບາອຸປະທໍາຈໍານວນ 3 ខ្ញុំក៏បន្តទៅយកជំនួយទៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាផងដែរបាទមួយស្រីបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំយកជំនួយទៅដល់នឹងគាត់ថាជីវិតរបស់ក្មួយស្រីហ្នឹងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគាត់អស់ឱកាសដើម្បីធ្វើការនៅតាមរោងចក្រទៀតហើយដោយសារតែគាត់នៅតែដៃម្ខាងអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាតើត្រូវជំរឿស ដើម្បីរកការងារអីថ្មីក្រៅពីរោងចក្រនេះពីព្រោះធម្មតានៅតាមរោងចក្រគេត្រូវការអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ចា៎ ខ្ញុំថាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេក្មួយអើយចាំមើលពូសាក់សួរគេមើលបើសិនជាគេមានអីនោះចាំពូភ័ព្របាទអញ្ចឹងតេតតងដៃសបនិមិត្តដូចជាទោះបីយ៉ាងណាក៏ពិបាកដែរក្មួយព្រោះឥឡូវក្មួយដាច់ដល់គល់តែម្ដងដល់កលៈហ្នឹងហ្មងកលៈស្មាហ្នឹងតែហ្មងណាបាទនេះពូបានតែត្រឹមថាយកជំនួយឧបត្ថម្ភក្មួយបន្ថែមបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹង ក្រៅពីនេះពូអត់មានលទ្ធភាពថាឯងទៅរកគ្រូពេទ្យឬក៏រកក្រុមជំនាញណាដែលគេអាចមានដៃសបនិមិត្តនឹងទេមើលដាច់ដល់ហ្មងដល់ហ្មងអូយបងឯងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកោតសរសើរនឹងកោតសរសើរត្រង់ថាអត់ស្លុតចាសរសើរដែរចាដាច់ដាច់ប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្លៀតទៅថតអឺបោះហ្វេសប៊ុកទៀតចាឲ្យពុកម្ដាយបានដឹង ថាកូនដាច់ដៃហើយហើយឆ្លៀតដល់ពេលដែលនៅពេលដែលដាច់ដៃនឹងនៅអង្គុយមើលលេងឡងលេងឡងហើយឃើញអាណាមួយនោះទៅរើសដៃនាងមកខាងទៅដោះអញ្ចៀនស្រែកអីគេទៀតកំដោះអញ្ចៀនខ្ញុំឯងអញ្ចៀនខ្ញុំនេះហើយអាកងដៃណ៎ឡៃទៅមួយស្រីឡៃទៅខ្ទប់ឈាមកុំឲ្យឈាមខ្លាំងពេកអាណានោះទៅដោះកងដៃដៃដាច់នោះមកតាហើយពេលលោករិទ្ធីសួរនោះគាត់មានយំឯងអត់យំចឹងបាទអត់យំ ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមតែខ្ញុំតែចោះអពើកណ្ដឹងដាច់ថ្មលតែម្ដងមិនអត់ទិញនៅស្បែកអូយអាចស្បែកមកទៅខ្ញុំទៀងបណ្ដាច់ទៅអូយពិបាកពេកហ្នឹងអូយសាច់អឺអត់ស្លុតតែម្ដងហ្នឹងបាទគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងក៏ហ្នឹងហើយខ្មួយស្រីណាស់នេះតិចតិចអីថ្ងៃអាសៀលល្ងាចខ្ញុំយកជំនួយដែលរបស់ឯដំនឹមចន្ទរានិងលោកពៅដែលលោកមានការណិតអសូរដល់ក្មួយ ចំពោះការដាច់ដៃវាមើលទៅដូចជារន្ធត់ខ្លាំងពេកបាទហើយក្មួយស្រីនៅលីវទៀតចាស្មានតែមានគូសកតទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងបាទតាមពិតគាត់នៅលីវបាទពោះកូនតែមីងគាត់មាន 6 នាក់បាទគាត់មាន 6 នាក់ស្រី 4 ប្រុស 2 បាទតែរៀបការនោះ 3 នាក់ទៅហើយបាទនេះទៅតែជនជុំវិញនឹង ទុកសោកសង្រេងរបស់ក្មួយស្រីកម្មការនីដែលគោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យក្មួយដាច់ដៃកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបាទឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងសួររកនេះមួយសិនបាទអូមានគ្មានគេសួររកបងប្អូនហ្នឹងសួររកបងប្អូនបាទអញ្ជើញអញ្ជើញដំណឹងសួររកនេះឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនតែម្ដងគឺនាងខ្ញុំឈ្មោះពូចសេរីសັບថ្ងៃរស់នៅប្រទេសបារាំងគឺសូមសួររកឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនដែលបានបា
bong proti beach mu poj sin. Hai so ma jet hanning kyum a poj serai, nung bong ti mui mun chum non polporu nung dom tu tum pung. Hai bong for old ban lu hai som tum net tum nong mok lay to the sap son dapra mui, has a pram pi mo pay pi nung ma paper mui. Chan. Bani a quat nít chin net ro na. Chan. Quat nít chum poj. Poj tiệp. ពុយសេរីពុយសេរីគាត់នឹងឈ្មោះពុយសេរីគាត់នៅប្រទេសបារាំងណាចាគាត់នឹងនៅប្រទេសបារាំងនេះលោកអ្នកណាគាត់ដែលរូបថតដែលឈរនេះ
quạt chiến nhẹ rock bong bôn quạt chung một bôi xe ray quạt nâu bật tê bà răng hai quạt rock bong bôn bò quạt để bắt cao bì xe máy sang kìm và chân quạt rock bong bôn bò quạt miền chung một để bắt nâng miền chung một ấy lá bôi xe vốn bôi xe rấn bôi xiên và hai quạt ọt miền rụp thọ tê chúng bà sân chia phôn phôn này phôn được có bong ấy nè cha miền tây mới bị bay nè ngay bà sân chia bong phôn này để bàn lưu chung mua hái hay khơi rụp thọt quạt nè để quạt của phôn ta đôn nâu bà răng nâng ai khơi ta nít chia bong phôn bọc luôn hái ai tẹt tơ mà lấy từ sáp xôn đọc của môi như ngay cha hàm bớt phải pin phải của môi bà nè ngay rồi cho khánh lô bàn chụp khnê ná bài khnê dù ai bà đang chia slap được có rô tê sai những cái sai priu đôi chiều bong phôn mà xâm mình bị can ở đây chăng và còn rồi bong phôn này thà mình đang chỉ slap đang đua tê chăng bậc ca rồi priu đây nữa nghe bạn ở quân tôi theo chân này lâu nít pel vilia đào thị bệnh chọc tôi hai xem lại pel vilia nít máu nít ở trong chìm muối nâng cả nhà số phía room chìm muối nâng cầm càng nghe tiếng oh xôm chìm riêng đi dừng chụp khi nào thay sai bắt tỏ tiệt bạn lúc này dừng vừa một chụp khi nào bắt tỏ tiệt bạn bạn xôm to phía rừng chọc pịa nơi sai sọc mạnh tinh thần rừng chùm rô chùm rông chùm ra mấy những đoàn này bắt nhóm từ tôi qua đồng miên bật thêm chung vinh những rừng chùm rông chùm ra chụp bị bực mênh hay những nhiều hoạt bán chỗ đời xa tại con bay nẹ con pro bay nẹ nóm kia chạy sao mình ơi mà đai chạy sao chỗ hay những nhiều chỗ đập chụp bị bàn không tục tài hơi ở hơi nâng nạp trục chọc bị ngày nâng ai nâng hẹt ấy bàn hình phôm dây khi ở trâu cả phim bà màn ngày môn nế đó bị ngày chọc biết tao chìa rường chân tao á bạc ở lâu nâng mua là hết trẻ để nôm ai con bây nẹ nâng gọt ọt bạc thuy ai chốt chọc biết là bực nâng con thằng bây nẹ ni nó bị là nhà thô tụi đó là lâu trông trang ngon nâng tao vừa tụi chê kia tụi vinh tụi mau chân tao con đang bay nhẹ nốt bàn dây thà lâu xong rồi bà ạp cho bịa dân đời xa tại con cầm lo nâng mềm mái con pì hai đầm mai con pì ở lâu nâng con cầm lo nâng trâu đầm râu ơi miên ca xếp bằng kết rồi bỏ kháng con bỏ tặng bay nhẹ nơi dân về khai cho bẹp bọn nâng con tặng bay nhẹ như vậy chăng ai bắt cho bẹp quan cho bà man ngay à bà man là tết man khai mau môn nước mày cùng phom dây kia con đặng bay nè nô đặc biệt chẳng tới một thứ ơi bà po kê tự mà đai à phúc á ba kê chung mà đai á mà đai dương á ba họ lâu nay con đặng bay nè nay pin mà đai tàu họ con nó họ mình những bút trụ sợi dây kia đường tàu cắt sào vô ụp co tàu cắt sào đòi chẳng tới thứ ơi mình cả bút trụ sợi dây chỉ mua những con bật thèm tiền và chẳng hai ban chia thưa ơi mà hai chân ngon ta ơi mà từ chân côn thằng bay nè ấy là nó ôn say thật tiền bong ta cũng thường chân ở mà kê na bàn tay lâu nắng lâu nắng khang nhà thơ sằng cạt nắng hao tàng côn thằng bay nè nắng hai nắng mà đái tớ sầm rộp sầm ruột nên đâu sằng cạt là nơi sằng cạt chẳng về mình men ta rương ta côn cũng lo mày mai thì cứ thloap miên rương rau khnia bị môn mau đây là côn pro chẳng bay nè nắng thá đôi chia được biết về chuyện này nên tia côn phone say tha và cai rô si chiên à mấy thế và ta lấy rương này rương cua sa bọc cọt bàn tay à vây để thơ ơi mà đai này cọt à mà mục cũng cứ trăng thà côn ọt ơi mục tàu mặt đài sao phê ngay kia một chùa bịa phiêu mò ọt ở hai lâu à lâu phiêu tàu ai mà nó sao ta cru xa nâng chỉ muốn ở nhà thô và lâu nâng phung ở xung đọc xung luôn đâu nâng giả la dân ca tay và nâng dân mấy khá là lâu nè tàu lâu nâng về có về khai chị bài hay sâu về khai chị có về khai chị bài sản nắp với khai chìa giật tung với khai chìa sâu sâu khai chìa con khai chìa bái bái khai chìa bài bồm và khai to khai chìa và đi cùng bò dương lúc ai sẽ thầm miền ơi rương rào cô nó có ọt dù mục ở bục mặt đai và bà ban thì thằng ngày chọc bị tờ hai hạt ấy bàn chìa con mình prom ปรับมาได้ยังตั้งปีประมาณไงมวลเมา
ក៏មកខូចឈ្មោះពេលដែលមកដល់ថ្ងៃគេមកចូលភ្ជាប់ពាក្យហើយបែរជាត្រូវជារឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៅវិញនេះអឺឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណានោះកូនហ្នឹងកូនបាទកូនគាត់ហើយកាត់ទេបាទប្អូនស្រីនោះទាញបងបាទអឺនេះរឿងតែក្រុមគ្រួសារគាត់ទេតោះចាំមើលគាត់នៅសាលាសង្កាត់ដូចម៉េចទៅចាំមើល ក៏ព្យាយាមបើករត់ក៏ត្រូវរថយន្តបើកដេញតាមពីក្រោយគៀមម៉ូតូផ្ដួលហើយឲ្យអង្គរៈចុះមកដោះស្រាយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលការពីវេលាម៉ោង 9:20 យប់ថ្ងៃទី 20ខែកក្កដានៅចំណុចស្តុបផ្លូវលេខ 260 កែងនឹងព្រះផ្លូវព្រះមនីវង្សសង្កាត់បឹងកេងកងទី 3ខណ្ឌចំការមនប្រពន្ធបរមៀនបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហើយរថយន្តស្រីទំនើបជាប្រភេទរថយន្តស្ពណ៌ពណ៌ក្រហមគឺបើកបរដោយបរិសុទ្ធអ្នកធំនិងអ្នកមានលុយម្នាក
ាគឺបើករថយន្តធ្លាក់ប្រឡាយទឹកស្អុយបរិជនជាតិចិនម្នាក់គឺស្រវឹងស្រាគឺបើករថយន្តរេចង្កូតពេញផ្លូវធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកស្អុយតែមិនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទេដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:10 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4មុខរោងចក្រហាតាភូមិអង្គសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសាស្ត្រីដែលឃើញហេតុការណ៍គឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តបង្កម៉ាកលេខ C OX300 ពណ៌ស្ករបើកបរដោយបរិជនជាតិចិនទិសដៅពីកាតាលិចហើយមកដល់ចំណុចខាងលើគឺអ្នកបើកបរស្រវឹងតូតុនគឺបើករថយន្តរេពេញផ្លូវហើយបានបួងចង្កូតទៅខាងស្ដាំឃើញដើមឈើមួយដើមនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវខំប្រឹងបួងចង្កូតងាកទៅខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកស្អុយលិចពាក់កណ្ដាលរថយន្តតែមិនមានរងរបួសទេគ្រាន់តែបុកបាក់ស្ពានឈើចាស់ទ្រុឌទ្រោមសម្រាប់ដើរឆ្លងក្រោយពេលកើតហេតុអ្នកបើកបរមិនចង់ហ៊ានចេញពីរថយន្តទេខ្លាចអ្នកយកព័ត៌មានថតតាល់តែអ្នកចោមរោមើលច្រើនពេកទើបចេញពីក្នុងរថយន្តមកទៅទឹកជើងខោអស់ក៏ត្រូវបរិយាជនជាតិចិនបានប្រាប់តាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាចិនថាមុនពេលកើតហេតុដោយសារតែគាត់នឹងបើករថយន្តកិច្ចនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទើបបួងចង្កូតទៅខាងស្ដាំដៃហើយមានដើមឈើមួយដើមនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវទៀតទើបបួងចង្កូតងាកទៅខាងស្ដាំទៀតបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ចូលប្រឡាយទឹកស្អុយតែម្ដងហើយរថយន្តបង្កក៏ត្រូវបានរថយន្តស្ទុះយកចារថយន្តបង្កគឺត្រូវបានហៅរថយន្តស្ទូចយកទៅជួសជុលព្រោះมันមានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដតីនិងមានរងរបួសទេតែបាក់ស្ពានឈើឆ្លងទឹកស្អុយក៏ត្រូវបានជនជាតិចិនទុកលុយចំនួន30ដុល្លារនៅសន្តិសុខរោងចក្រហាតាសម្រាប់សងម្ចាស់ស្ពានចាំបន្តចូលមួយករណីទៀតគឺស្រវឹងស្រាគឺជិះម៉ូតូទៅបុករថយន្តកុងតឺន័រចេញពីក្រុមហ៊ុនជិះចាចេញពីក្រុមហ៊ុនបរិមាណអ្នកគឺបាក់ធ្គាមរងរបួសធ្ងន់ខណៈដែលស្រវឹងស្រាជិះម៉ូតូទៅបុកនឹងរថយន្តកុងតឺន័របើកចេញពីក្រុមហ៊ុនបើកឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូដួលចូលក្រោមរថយន្តដែលគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាតាមផ្លូវអូដឹមកប់ស្រូវមុខក្រុមហ៊ុនផៃស្ងួតអូយ៉ុងភូមិត្រពាំងត្រីចាភូមិត្រពាំងត្រីចាភូមិត្រពាំងទាសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌមានជ័យសាស្ត្រីដែលឃើញហេតុការណ៍គឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តម៉ាក Nissan Diesel ពណ៌ចម្រុះជារថយន្តកុងតឺន័រអកន្ទុយរមាក់តែអត់មានដឹកទូកុងតឺន័រទេគឺបើកចេញពីក្នុងក្រុមហ៊ុនផៃស្ងួតអូយ៉ុងទិសដៅពីកាតាលិចបើកឆ្លងផ្លូវក៏ស្រាប់តែមានម៉ូតូ Honda Dream Series ឆ្នាំ2011ពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយបរិមម្នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងទើបនឹងចេញពីធ្វើការនៅបឹងបាយ៉ាបបានបើកទៅបុកចំពាក់កណ្ដាលកន្ទុយកុងតឺន័របណ្ដាលឲ្យម៉ូតូចូលក្រោមរថយន្តចំណែកឯអ្នកបើកម៉ូតូដួលបោកនឹងដែកកាងរមាក់
ក្នុងតំបន់នោះបាក់ស្គៀមរងរបួសធ្ងន់ហើយអ្នករងរបួសគឺមានឈ្មោះថាគៀតសុខាភេទប្រុសអាយុ២៥ឆ្នាំមករបស់ជាកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅភូមិជង្រុកសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំក្រោយពេលកើតហេតុអ្នករងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនចំណែករថយន្តនិងម៉ូតូក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ
ตแปงกระสังฮะจ้าหมอยข้อพอก็ไม่ยังจะมีข้อมวยอะไรไหมจ้าจ้าบ่าไม่ยังไม่ยังหมดนั่งข้อยสกสกก็มีใจสิสกสามกีมีใจจ้าขาดกับบ่าสกสามสกสามกีมีใจมันขาดกับไม่ถ้าสกขาดกับพงจ้าไม่ยังจ้าบ่าบันแต่ไม่มีปริมาณบ่อยยังก็สมอยแก่จ้าสกสามกีมีใจขาดกับพงฉันงบ่าเท่าไหร่ยงก็ดังน่ะបន្តែខ្ញុំមិនអត់បានស្ដាប់ភីអានបាទខ្ញុំអត់បានអត់បានឆ្លើយឆ្លងនោះបាទអញ្ចឹងនេះវិញបើយើងឃើញគោះថាចរាចរបាញ់មិញបើសិនជាឡាននេះអត់មានតំណាងវិញភ្លុកចូលខាងក្រោមនឹងមកចា៎បាទឡានកិននឹងទៅមកបាទនេះចាត់ទុកថាសំណាងទៅបុកប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកក៏សំណាងទៅចុះបាទបើសិនជាហើយនេះទៅបុកពាក់កណ្ដាលឡានដែរចាបុកពាក់កណ្ដាលឡានបាទបើសិនជាឡាននេះអត់មានអារណាងកាត់នឹងដឹងតែភ្លុចចូលកណ្ដាលនឹងមកគ្មានបានទៅពេទ្យទេនៅនឹងបាត់ហើយមើលគ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់បានទៅក៏វាធ្ងន់ដែរបាទនេះហើយដែលយើងជិះក្នុងល្បឿនលឿនមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទតោះចាបន្តមួយរឿងទៀតគឺករណីស្រវឹងស្រាមួយករណីទៀតគឺស្រវឹងស្រាជិះម៉ូតូរំលោភភ្លើងស្តុបចរាចរណ៍ហើយទៅបុកនឹងរថយន្តដែលឆ្លងផ្លូវស្រវឹងស្រាបើកម៉ូតូរំលោភភ្លើងស្តុបចរាចរក៏ទៅបុកនឹងរថយន្តសេរីទំនើបបណ្ដាលឲ្យឆ្កូតថ្នាំបន្តិចនៅចំណុចស្តុបផ្លូវលេខ273កែនឹងផ្លូវ516ភូមិទួលគោកសង្កាត់ទួលគោកខណ្ឌទួលគោកនៅវេលាម៉ោង 9:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាសាស្ត្រីនៅកន្លែងកើតហេតុគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសម្នាក់គឺចេញមកពីហូបចុកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Dream Series ឆ្នាំ2012ពណ៌ខ្មៅបើកបក្នុងទិសដៅពីការទៅលិចតាមផ្លូវ273បើកបយ៉ាងលឿនរំលោភភ្លើងស្តុបពណ៌ក្រហមក៏ទៅបុករថយន្តម៉ាក Audi ពណ៌សជិះឆ្លងផ្លូវពីត្បូងទៅជើងតាមផ្លូវលេខ516បណ្ដាលឲ្យក្រពិតនឹងឆ្កូតថ្នាំរថយន្តបន្តិចចំណែកអ្នកបើកចំណែកអ្នកបង្កនោះគឺមិនមានរងរបួសទេក្រោយពេលកាត់ហេតុគឺបរិយដែលបើកម៉ូតូគឺបានសំពះសុំទោសម្ចាស់រថយន្តព្រោះគាត់អត់មានលុយសងទេតែម្ចាស់រថយន្តមិនព្រមទេគាត់បាននិយាយថាមិនទៀមទាសំណងទេតែឲ្យសមត្ថកិច្ចយកទៅអប់រំកុំឲ្យលើកក្រោយស្រវឹងស្រាបើកលឿនមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅបុកគេទៀតតែប៉ុណ្ណោះអូគាត់មានទាណាតែគាត់គាត់ប្រាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចយកគាត់ទៅអប់រំផងចាកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយស្រវឹងយ៉ាងទៅបើកទៅបើកបុកគេបុកឯងតែនេះសំណាងឲ្យបុកអត់គួរថ្នាក់អីគាត់ខូចខាតប៉ុណ្ណឹងធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ថ្ងៃក្រោយទៅបើកបុកកុងតឺន័រឲ្យទៅតែនៅដល់ស្ពះគេដែរណាចាសុំទោសឯងបាទសុំទោសអឺអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឲ្យដឹងណាវងឲ្យបើកប្រយ័ត្នប្រយែងចាបាទតោះថ្ងៃនេះករណីស្រវឹងច្រើនឥឡូវចូលករណីស្រវឹងមួយទៀតចាស្រវឹងស្រាគឺជិះម៉ូតូទៅបុកគម្របលូដួលសន្លប់បែកមុខបែកមាត់យុវជនម្នាក់គឺជិះម៉ូតូទាំងស្ថានភាពស្រវឹងតូតុនហើយរេចង្កូតទៅបុកគម្របលូត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងបដាលឲ្យដួលអស់ជាង10ម៉ែត្រសន្លប់បែកមុខបែកមាត់គ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:15 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី21ខែកក្កដាតាមបដាយផ្លូវព្រះសេនុកែងនឹងផ្លូវលេខ51ក្បែរនឹងក្រុមហ៊ុន Mobitel ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញយុវជនដែលស្រវឹងស្រាហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះទេអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅម្ដុំមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពផ្នែកសូវៀតជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Yamaha Fino ពណ៌ទឹកប្រាក់លីបកាឈូកហើយបើតាមសម្ដីរបស់សន្តិសុខដែលប្រចាំការនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុក៏បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញយុវជនរងគ្រោះគឺជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសេនុនៅក្នុងទិសដៅពីការទៅលិចដោយសភាពហ្នឹងស្រវឹងតូតុនទៅហើយហើយលុះមកដល់ត្រង់ចំណុចផ្លូវកែងលេខ51ដែលជាកន្លែងកើតហេតុដែលជាកន្លែងកើតហើយផ្លូវកោងផងក៏ស្រាប់តែជីះទៅបុកគម្របលូដែលដាក់ខ្ពស់ជាងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួលជាច្រើនត្រឡប់រីឯអ្នកជីះក៏បានសន្លប់មួយសន្ទុះបានដឹងខ្លួនវិញដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិជួយសង្គ្រោះបឋ
ហើយផ្លូវកោងទៀតអូកន្លែងតំណងវាអេមិនកោងអីទេកន្លែងតំណងមានអីធ្វើកោងមកពីវាមានឯករាជ្យមកថងមកមុខមកវិធែលហ្នឹងត្រង់មកលេចមកបាទហ្នឹងផ្លូវវិសេនុអូឆ្លងកាត់មកផ្លូវមនីវងបាទមុខមករីរុំមកមកអូឡាំពិកមកបាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែងទេតំណងដូចមានកន្លែងតាណាទេខ្ញុំមិនសារបើកកាត់នោះដែរ បាទមកដូចធ្លាប់ស្គាល់ដែរខ្ញុំសាដៀងស្គាល់គាត់ជាម៉ូតូចាជាម៉ូតូចាបាទបាទតើតែនិជនហើយឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងទៅទៀតបន្តរឿងរ៉ាវមានជំនួយមានអីចុងក្រោយចាបាទប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនមួយមិញនេះមានសារពីមហាជនបានទៅជូនមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងគាត់ថាមានយុវសិស្សមួយបានប្តឹងលោកអធិការអធិការនគរបាលប៉លីស ស្រុកកំពង់តឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាក់ទងអំពីថាភ្ជុងរំលោភបាទគាត់សួរមកខ្ញុំថាលោកទីមានបានដឹងករណីរឿងសិស្សម្នាក់ប្តឹងលោកអធិការស្រុកកំពង់តឡាយតាក់ទងរឿងរំលោភទេខ្ញុំថាបានទទួលដំណឹងនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវារហូតដល់លោកស្នងការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹង អញ្ជើញលោកអធិការស្រុកកំពង់តឡាយទៅប្រជុំរួចទៅហើយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយសួរថាចឹងរឿងនឹងមលូបមែនអត់ខ្ញុំបានឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនឹងហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងហើយប៉ុន្តែធ្វើវាអត់ទាន់បានជុំប៉ុន្តែគាត់ប្រភពពីខាងក្រុមការងារខ្ញុំនោះគេថាអញ្ចេះថាសិស្សសាលានឹងគាត់ចោតប្រកាន់ថាលោកអធិការភ្ជុំមលូប ថាជុំលោកឥឡូវនឹងប្តឹងលោកអធិការប៉ុន្តែលោកអធិការគាត់និយាយចេះគាត់ថាអត់ទេអត់លោកទេតាមពិតរឿងនឹងវាត្រូវរើគ្នាឆ្លាញ់គ្នាឆ្លាញ់គ្នាយូរហើយលោកអធិការគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយពិតអញ្ចឹងហើយរហូតដល់អាចនិតនៅជាមួយគ្នាពីរបីដងទៀតផងហើយមួយទៀតលោកអធិការក៏មានប្រពន្ធដែរប៉ុន្តែប្រពន្ធនឹងមានរឿងនៅកម្មរកោនៅឯខេត្តហ៎ បានតែធ្វើគាត់ឲ្យគាត់នឹងតុកសិចអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះនៅតែកន្លែងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅតំណាក់តំណងបាន
sơ mà nẹt nó trẻ chạy lên biển đi biển nuôi nên nuôi tớ gò cá đường thọt lôi và chơi chỉ câu tớ và tớ bục tẹt kia và nít đây quạt lại một bài học càng cầm càng nghe nhóm quạt thành chẳng tạm men lốp tẹt nâng trâu trâu khnì và ai gặp phiền khnì miền cách plom riêng ấy tầm thâu cho âm ô u cho ba lo và thưa ơi bạn chỉ là nâng về chơi chỉ câu lòng chọn đâu quạt thà chọn prang ấy ta hơi từ chọn lòng chọn kia run từ mục à lấy vừa được và nick nhóm đăng nè phải mất đề khang coi vì khang của pung chức năng mỗi nhóm đăng được nâng ba bàn tay rương ra nâng lên nâng của pung tận lục non cá của pung sai chia cùng kia đợi cho ba và ta rương nâng vừa lốp được có vừa men lốp và ai mối vừa lốp đây hăng xà à mối là trâu trâu kia nọ ai gặp phiền kia mình cho âm ô u kia ngày nào mà nè mưa bàn chầm đường chân nó ủ sợi xuống bây giờ điên giờ điên đường luôn này bà tôi tên này chân là nên xong pê dầm đạm tay chân bà tôi tiện vẫn một chút nữa bà to